Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự khát tường. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ ba ngày 28 tháng 12 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là ngày 25 tháng 11 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày canh tuất tháng canh tí năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày hắc đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ mậu dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc tư mệnh, giờ canh thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thanh long, giờ tân tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc minh đường, giờ giáp thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc kim quỹ, giờ ất dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc bạo quang, giờ đinh hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc ngọc đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ bính tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Kỵ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Câu Trần, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Chu Tước, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Bạch Hổ. Vài ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, thoa xuyến kim, ngày canh tuất, chi sinh can nghĩa là thổ sinh cho kim và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm thoa xuyến kim kỵ tuổi giáp thìn mậu thìn ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc đặc biệt là tuổi mậu tuất nhờ kim khắc mà được lợi ngày tuất lồng hợp với mão tam hợp với dần thành họa cục xung với thìn hình mùi hại dậu phá mùi và tuyệt thìn về tuổi xung khắc trong ngày tuổi xung trong ngày gồm có tuổi giáp thìn, mậu thìn, giáp tuất, tuổi xung trong tháng, tuổi nhâm ngọ, bính ngọ, giáp thân, giáp dần. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao sinh khí, tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, tu tạo, động thổ ban nền, trồng cây, sao đại hồng sa, tốt mọi việc, sao thiên ân, tốt mọi việc sao sáu trong ngày gồm có sao hoang vu, sáu mọi việc, sao vạ vong, hay còn gọi là sao thổ kỵ, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, cầu tài lộc, khởi công, động thổ, sao tứ thời, cô quả, kỵ về cưới hỏi, sao quỷ khóc, sáu đối với tế tự, an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng tây bắc, tài thần, hướng tây nam. Và sau đây, mà các bạn đoán xem từ vi chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày 28 tháng 12 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mà các bạn đoán xem tử vi tuổi Tý thứ ba ngày 28 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi tý đang gặp được ngày của chính tài chiếu mệnh cái điều này đảm bảo cho bạn tuổi tý có được nguồn tài chính ổn định trong ngày hôm nay đặc biệt là đối với những bạn làm công ăn lương sẽ được nhận một khoản tiền công tiền thưởng xứng đáng với công sức lao động mà mình đã bỏ ra và trong ngày này với bạn tuổi tý có thể thấy nếu như từ trước tới nay bạn vẫn luôn chi tiêu có kế hoạch thì dù tiền lương cao hay là thấp bạn cũng chẳng bao giờ túng thiếu Thậm chí còn dư dã nữa Ngoài ra, đối với những bạn kinh doanh Buôn bán, cũng có được cơ hội Thu được một khoản lời lại nhất định Từ mối đầu tư làm ăn trước đó của mình Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ ba này Với ba tuổi tí, lại đang gặp ngày có thổ khác Với Thủy, cái điều này cho thấy Với bạn đang có điểm báo Có những mâu thuẫn trong chuyện tình cảm của bạn Với nửa kia trong ngày hôm nay Hai người cần phải trò chuyện với nhau nhiều hơn Và học cách bao dung cho những khuyết điểm của nhau nữa nhé. Vài tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy có một nguồn tài chính ổn định. Tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa nhận được tiền thưởng, tiền lại xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ chưa thực sự thấu hiểu nửa kia của mình. Tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc vợ chồng cần trò chuyện với nhau nhiều hơn và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 20 số 87 giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ màu sắc cát tường màu đen màu trắng quý nhân phù trợ tuổi Dậu tuổi Thân tuổi Tỵ từ với tuổi Sửu thứ ba ngày 28 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo rất có thể sẽ phải đối diện với những mâu thuẫn xung đột với bạn bè đồng nghiệp ngày hôm nay và với bạn tuổi Sửu cần phải giữ vững quan điểm đúng đắn của mình chớ có nghe ai đối nối ngại nói nghiêng mà siêu lòng nhá và ngày này với bạn tuổi xỉu, nếu như bạn đang làm ở vị thế cao thì rất có thể sẽ phải nhận sự chỉ trích của cấp dưới. Đây chính là lúc bạn cần phải xem lại các quyết định và cách làm việc của mình. Bạn hãy thay đổi để trở thành một người lãnh đạo xứng đáng trong mắt cấp dưới nữa nhé với bạn tuổi Sửu để phát triển nhanh chóng và ổn định hơn trên con đường tương lai sự nghiệp của mình. Trong ngày đang gặp thổ vượng, nhắc nhở bạn hãy từ bỏ những suy nghĩ có hiểu để tiếp nhận những điều mới mẻ hơn, đừng có mại bó hẹp trong những điều mình đã biết bạn tuổi Sửu nhé. Vài tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim đối diện với những mâu thuẫn xung đột với đồng nghiệp cấp dưới tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy xem lại cách làm việc của bản thân tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa giữ vững quan điểm không nghe theo kẻ xấu đơm đặt tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ không nên vội vã hài lòng với thực tại tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc không nên giữ những quan điểm lạc hậu Về đánh giá của bà tuổi sửu trong ngày thứ ba này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 14, số 55, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi hợi. Từ vi tuổi dần thứ ba ngày 28 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi dần đang gặp ngày có màu khác với thổ và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là cần phải dành nhiều thời gian hơn để ở bên gia đình mình bạn tuổi dần không nên quá chú tâm vào sự nghiệp hoặc là hội hè đàm đúm mà lạnh nhạt với những người luôn chờ đợi mình ở nhà nhé ở trong môi trường làm việc với bạn tuổi dần, bạn tính cao ngạo và cố chấp, thích làm theo ý của mình và đây chính là nguyên nhân khiến cho bạn mệnh khó được lòng người khác. Bạn tuổi dần nên dành thái độ tôn trọng và lắng nghe, nhất là khi đối phương muốn tốt cho mình. Ngày này với bạn tuổi dần, nếu như có công việc cần phải xuất hành đi xa thì bạn mệnh nên ưu tiên đi về những hướng tốt như là hỷ thần, hướng tây bắc và tài thần hướng Tây Nam. Đây là hai hướng sẽ giúp cho bạn làm việc gì cũng được thuận lợi, hanh thông nhé. Về tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy cần phải quan tâm tới gia đình của mình nhiều hơn. Tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa không nên dành quá nhiều thời gian cho bạn bè tụ tập đàm tiếu. Tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ suy nghĩ cố chấp không nghe ý kiến của người khác, từ vi tuổi canh dần, thuộc mệnh mộc, không được lòng tập thể, hãy sửa đổi tính xấu của mình, từ vi tuổi nhâm dần, thuộc mệnh kim, thích hợp cho việc xuất hành đi xa. Và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 36, số 77, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu xanh rêu, màu xanh lá cây của nhà phù trợ tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ với tuổi mão thứ ba ngày 28 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi mão cho chúng ta thấy là bạn tuổi mão đang chịu tác động của ngũ hành nhị hợp và đây là nguyên nhân khiến cho bạn trở nên rất sĩ diện. Bạn mạnh tuổi Mão muốn mình được đánh giá cao, vì thế nên thường tốn trách trách nhiệm trong những lỗi mình sai gây ra trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, trong ngày này với bạn tuổi mão, ngày hôm nay lại thích hợp để cho bạn xây dựng các mối quan hệ về hợp tác làm ăn. Bạn hãy tận dụng khả năng giao tiếp của mình để giữ quan hệ với những đối tác tiềm năng giúp cho việc làm ăn với bạn trở nên thuận lợi hơn trong tương lai nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi mão lại đang gặp ngày có mộc khác với thổ. Cái điều này cho thấy bản mệnh đang có quan điểm bất đồng với con cái hoặc là cha mẹ của mình. Cách biệt giữa các thế hệ khiến cho đôi bên có những quan điểm khác biệt nhau, khó thông hiểu những suy nghĩ của nhau. Vì thế, đôi bên nên thử đặt mình vào vị trí của đối phương để giải quyết vấn đề nhé vài tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy không muốn nghe ý kiến trái chiều không muốn nhận lỗi tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa tính cách nóng nảy kiêu ngạo tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ thích hợp xây dựng các mối quan hệ về hợp tác làm ăn tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc học cách đặt mình vào vị trí của người khác tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim có quan điểm bất đồng với người thân trong gia đình và đánh giá của bà tuổi mão trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 18, số 64, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi hợi, tuổi mùi. Từ vi tuổi thìn thứ ba ngày 28 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi thìn cho chúng ta thấy là bà tuổi thìn đang chịu tác động của cục diện ngũ hành tới hình sông thìn tuất xỉu mùi cái điều này làm cho công việc của bạn trong ngày hôm nay gặp nhiều trở ngại ngoài ý muốn chính cách cư sự nóng nảy bốc đồng sẽ khiến đô cấp trên và đồng nghiệp thấy ác cảm với bạn cho dù bạn có đạt được thành tích xuất sắc đi chăng nữa nhé và ngày này nếu như bạn tuổi thìn đang làm trong những lĩnh vực kinh doanh buôn bán thì hôm nay không phải là ngày thích hợp để đưa ra những lựa chọn về đầu tư vì vậy với bà tuổi thìn hãy bình tĩnh kiên nhẫn và lắng nghe lời khuyên của những người khác chờ đợi một thời điểm khác thích hợp hơn muốn làm giàu thì chớ nên nóng vội bà tử thìn nhé bên cạnh đó trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tử thìn lại đang gặp ngày có thổ khí vượng và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là nên quan tâm tới tình hình sức khỏe của bản thân mình nhiều hơn nhất là đối với những ai đang mắc bệnh về dạ dày hoặc là về đường ruột nếu có chế độ ăn uống và nghỉ ngơi phù hợp thì sức khỏe của bạn sẽ được cải thiện tốt hơn người làm ăn hoặc là công chức tránh tiệc tùng đình đám liên hoan quá nhiều kéo lại ảnh hưởng tới sức khỏe của bản thân về tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa công việc gặp phải nhiều trở ngại Từ vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ dễ gây mất lòng cấp trên và đồng nghiệp tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc không nên đưa ra những quyết định về đầu tư Từ vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim chú ý quản lý về tài sản tránh thất thoát tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy hãy chú ý tới tình hình sức khỏe của bản thân Về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ ba này sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 12, số 91, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi dậu, tuổi thân. Từ vi tuổi Tỵ thứ ba ngày 28 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi tỵ cho chúng ta thấy là bạn tuổi tỵ đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh cái điều này làm cho bạn khẳng định được những cố gắng từ trước đến nay của bạn chẳng hề uổng phí chút nào với bà tuổi tỵ có thể sẽ đạt được sự tôn trọng ngưỡng mộ của mọi người xung quanh và có cơ hội thăng quan tiến chức đến với mình nữa với bạn thủ tỵ cách xử lý tình huống nhanh nhẹ, vững vàng là yếu tố giúp cho bạn ghi điểm trong mắt cấp trên và bạn thủ tỵ không sợ đối mặt với những khó khăn mà cho rằng đó chính là cơ hội để cho mình trở nên nổi bật hơn nhé. Và ngày này với bà tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này giúp cho cái chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay có được nhiều dấu hiệu đáng mừng. Trong gia đình, với bà tuổi Tỵ là một người dịu dàng, biết quan tâm, chăm sóc cho các thành viên gia đình. Bạn luôn chia sẻ với nửa kia mọi suy nghĩ của mình để cho vợ, chồng cùng thảo luận đưa ra cách giải quyết sao cho hợp tình hợp lý nhất có thể nữa. Vài tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa công sức mà bạn bỏ ra không hề uổng phí từ vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ được nhiều người ngưỡng mộ và kính trọng từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc ghi điểm trong mắt cấp trên có được cơ hội thăng chức đến gần từ vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh từ vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy quan tâm tới nửa kia của mình nhiều hơn vài đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ ba này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 15, số 68, giờ tốt từ 7, 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu da cam, quý nhân phù trợ, tuổi dậu, tuổi sửu, tuổi thân. Từ vi tuổi ngọ thứ ba ngày 28 tháng 12 năm 2021. Xem vận tình ngày thứ ba này với bà tuổi ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi ngọ đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp dần ngọ tốt phù trợ, cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi ngọ luôn duy trì được sự nhiệt tình và hăng hái trong công việc. Bạn mệnh tuổi ngọ thường bắt tay vào làm việc ngay mà không hề chần chừ do dự, dù đó là công việc khó khăn đến đâu đi chăng nữa. Tuy nhiên, với bà cử ngọa trong ngày này, khi đứng trước những quyết định quan trọng, bạn cần phải suy tính một cách cho kỹ càng, không nên quá nóng vội, dễ khiến đôi bản thân mắc lỗi không đáng có, thậm chí là gây ra hối tiếc về sau này. Và ngày này với bà tuổi ngọ lại đang gặp ngày có họa sinh cho thọ vượng. Cái điều này cũng cho thấy về mối quan hệ tình cảm giữa bạn và gia đình đang vô cùng là hòa hợp. Đôi lứa yêu nhau thì đang ở trong quá trình yêu đương nồng nhiệt, thậm chí tính tính chuyện xa xôi hơn nữa. Còn đối với những bạn đang còn độc thân cũng có được cơ hội gặp được đối tượng có triển vọng trong tương lai. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim nhiệt tình, hăng hái trong công việc. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy không nên đưa ra những quyết định quan trọng, nóng vội, từ vi tuổi mậu ngọa thuộc mệnh hỏa dễ bổ cuộc khi gặp phải những khó khăn từ vi tuổi canh ngọa, thuộc mệnh thổ vợ chồng quan tâm và thường xuyên tâm sự với nhau từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc tình cảm lứa đôi thắm thiết và đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 11, số 94, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi dần. Từ với tuổi mùi thứ ba ngày 28 tháng 12 năm 2021, xem vận trình ngày thứ ba này với ba tuổi mùi, cho chúng ta thấy là bạn tuổi mùi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tương hình cái điều này khiến cho bạn tuổi mùi trở nên tự tin thái quá bạn mệnh tuổi mùi tự cho rằng mình là người tài giỏi có khả năng giải quyết được tất cả mọi vấn đề mà không cần phải nhờ tới sự giúp đỡ của bất cứ ai cho nên thường bỏ ngoài tai những lời khuyên của người khác trong ngày hôm nay với bạn tuổi mùi, bạn hăng hái trong công việc và sẵn sàng là người đi tiên phong. Thế nhưng, nếu như bạn quá nóng vội, bạn sẽ rất dễ gặp phải những trở ngại và tốn nhiều thời gian để khắc phục hậu quả do mình gây ra nữa nhé. Và xem tử vi cùng tôi thấy, hôm nay là ngày 25 tháng 11 năm Tân Sửu ngày này, thiêu hại thượng làn ông, nhân thần nằm ở trong miệng, khắp thân mình và tốc dương minh vì kinh. Vì vậy với bà tuổi mùi nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mộ xẻ châm chích ở các vị trí này. Trong ngày này với ba tuổi mùi, nếu như có công việc cần phải xuất hành đi xa thì bạn nên ưu tin xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần, hướng tây bắc và tài thần, hướng tây nam. Đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn gặp được nhiều may mắn hơn nhé. Về tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim, tự tin thái quá, không nghe theo lời khuyên của bất cứ ai. Tử vi tuổi đinh mùi, thuộc mệnh thủy, sẵn sàng tiên phong để làm nhiệm vụ. Tử vi tuổi kỷ mùi, thuộc mệnh hỏa, chú ý hơn khi tham gia vào các kỳ thi cử, ứng cử. Tử vi tuổi tân mùi, thuộc mệnh thổ, việc làm ăn tiến trị không được mấy thuận lợi. Tử vi tuổi quý mùi, thuộc mệnh mộc, hãy suy nghĩ kỹ hơn trước khi đưa ra những quyết định của mình và đánh giá đá của bà tuổi mùi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 41, số 69, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu ghi, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ.

Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thân trong ngày này đang gặp ngày có thổ sinh cho kim vượng cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay đang rất tốt đẹp với bạn rất hòa hợp với nửa kia của mình thậm chí sau mỗi lần mâu thuẫn là một lần đôi bên thấu hiểu về nhau nhiều hơn càng hiểu người ấy bạn lại càng trân trọng mối quan hệ hiện tại mà mình đang có nữa nhá Ngoài ra, trong ngày này với bạn tuổi thân, bạn còn là một người cha, một người mẹ rất quan tâm tới con cái của mình. Bạn thường xuyên trò chuyện để có thể tự thành một người bạn của con, chứ không phải thích lạm dụng hình phạt mỗi khi con cái mắc phải những sai lầm nhé trên phương diện tài lộc của bạn tuổi thân trong ngày thứ ba này bạn lại đang gặp được ngày có thực thần chưa chở cái điều này đem lại cho bạn có được những cơ hội phát tài đặc biệt là đối với những bạn làm nghề tự do kinh doanh buôn bán bạn đã cố gắng hết sức mình trong suốt thời gian vừa qua và nay chính là lúc bạn có thể an tâm để tận hưởng thành quả xứng đáng đến với mình và trong ngày này, một số bạn trong mệnh của cát tinh trợ mệnh sẽ có được vận may bất ngờ khi tham gia các trò chơi may rủi như thể là trúng số, trúng thưởng. Vì vậy, với bạn tuổi thân cũng nên có cách quản lý về tài chính, tiền bạc cho mình sao cho đạt hiệu quả nhất nhé. Vài từ vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy hòa hợp với nửa kia đôi bên luôn tháo hiệu lẫn nhau từ vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa hâm nóng tình cảm vợ chồng từ vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ quan tâm tới quân cái của mình nhiều hơn từ vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc nhận được thành quả lao động xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra từ vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim đối với những bạn làm nghề tự do có được cơ hội phát tài trong ngày hôm nay và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 37, số 75, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi giàu. tử vi tuổi Dậu thứ ba ngày 28 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu trong ngày này nhờ có tam hội phù trợ cho nên với bạn tuổi Dậu gặp được nhiều điều kiện thuận lợi trong các mối quan hệ xã giao với mình và ngày này với bạn tuổi Dậu nếu như may mắn bạn có thể sẽ tìm được người đồng chí hướng với mình trong ngày hôm nay hai người cùng có thể ngay lập tức bắt tay cùng phát triển những dự án của mình trong công việc đối với những bạn làm công an lương cũng có những chuyện biến tích cực với bạn tuổi dậu dụng cảm nhận trách nhiệm ngay khi cả mọi người xung quanh đều từ chối bạn hãy nắm bắt cơ hội để gây ấn tượng tốt với cấp trên và vươn xa hơn nữa trong tương lai nhé và trong ngày thứ ba này với bạn tuổi dậu lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng cái điều này cho thấy với bạn tuổi dậu luôn rất tự hào về gia đình của mình bạn luôn quan niệm người trong nhà cần trò chuyện và tâm sự với nhau thường xuyên hơn để có thể tháo hiểu, tránh được những hiểu lầm hay là nghi kỵ không đáng có xảy ra nhé. Vài tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy, quan hệ xã giao thuận lợi, tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa tạo ấn tượng tốt đẹp với mọi người xung quanh từ vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ có nhiều ý tưởng sáng tạo khiến cho mọi người phải ngạc nhiên từ vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc chủ động và tự tin để nắm bắt cơ hội từ vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim các thành viên trong gia đình luôn quan tâm tới nhau vài đánh giá của bà tử dậu trong ngày thứ ba này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 16, số 58, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu ghi, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi sửu, tuổi thìn. Từ vi tuổi tuất thứ ba ngày 28 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi tuất cho chúng ta thấy là bạn tuổi tuất đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo về phương diện sự nghiệp của bạn trong ngày hôm nay không được tốt cho lắm với bạn tuổi tuất bạn quá cứng cỏi không chịu hòa nhập với tập thể cho nên dễ bị mọi người xa lánh cô lập khiến cho bạn làm việc gì cũng gặp phải khó khăn trở ngại và với bạn tuổi tuất bạn cần phải thay đổi mặt tính cách này của mình nếu như muốn tiến xa hơn nữa trong tương lai. Tự cô lập bản thân mình chỉ khiến cho chính bản thân của bạn gặp phải nhiều khó khăn, áp lực trong mọi công việc mà thôi. Vì vậy với bạn thì tốt, bạn không muốn lúc nào mình cũng phải một mình khắc phục những hậu quả mà mình gây ra. Bạn cần phải thay đổi mặt tính cách này đi nhé. Và xem tử vi cho thấy, hôm nay là ngày 25 tháng 11 năm Tân Sửu theo hải thượng lạn ông, ngày này nhân thần nằm ở trong miệng khắp thân mình và tốc dương minh vị kinh, vì vậy với bà tử tuất nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mộ xỉa, châm trích ở các vị trí này. Nếu như bạn thử tuất trong ngày này có công việc cần phải xuất hành đi xa thì bạn cũng nên ưu tin xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần, hướng Tây Bắc, và tài thần hướng Tây Nam. Đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn gặp được nhiều may mắn hơn. Về tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, quá cứng cỗi không chịu hòa nhập với người khác, tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ nên hạ cái tôi của mình xuống, không nên cô lập bản thân, tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc, cởi mở hơn trong giao tiếp với mọi người, tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim dễ bị mọi người xung quanh đối xử lạnh nhạt, tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy có thể thực hiện những công việc trọng đại trong ngày hôm nay. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 11, số 75, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ với tuổi hợi thứ ba ngày 28 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ ba này với ba tuổi hợi cho chúng ta thấy là bạn tuổi hợi đang gặp ngày có thổ khác với thủy cái điều này làm cho mối quan hệ xã giao của bạn trong ngày hôm nay không được thuận lợi như ý muốn với những mâu thuẫn bất đồng với bạn bè hoặc là đồng nghiệp khiến cho mọi chuyện vốn đã khó giải quyết nay lại càng trở nên căng thẳng hơn và với bạn tuổi hỏi, trong gia đình bạn thích làm theo ý của mình mà không để ý tới cảm nhận của những người xung quanh và bạn hãy đặt vị trí của mình vào vị trí của người khác, đừng có việc mọi người chiều theo ý của mình là hiện nhiên bạn tuổi hỏi nhé. Xét về phương diện tài lộc của bạn tuổi hợi trong ngày thứ ba này, may mắn là bạn lại đang gặp được ngày có thiên tài trợ mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi hợi rất dễ phát tài bất ngờ trong ngày hôm nay, như thế là trúng số, trúng thưởng khi tham gia các trò chơi may rủi. Tuy nhiên, với bạn tuổi hợi cũng không nên sống phụ thuộc vào số tiền này, mà cần phải cố gắng làm mọi việc dựa trên công sức của chính mình. Dù bây giờ bạn có vất vả, nhưng bạn biết mình là người khổ trước sướng sau đó bạn tuổi hợi nhé vài tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa dễ xảy ra mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ hãy đặt mình vào vị trí của người khác. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc không hòa thuận với gia đình, thích làm theo ý của mình. Tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim chăm chỉ sẽ được hưởng thành quả xứng đáng với công sức lao động mà mình đã bỏ ra. Tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy có được cơ hội phát tài bất ngờ trong ngày hôm nay. Và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 26, số 59, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh nước biển, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày xin chào và hẹn gặp lại